Xin chào bác sĩ La Vi. Xin chào. Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân nào vậy? Chó. Bạn chó này bị bệnh gì vậy con? Chày. Chày á? Mình có cần rửa vết thương hay là băng bó cho bạn không? Vậy bây giờ mình phải làm sao? Bạn ấy lành rồi hả? Bạn ấy phải ở 2-3 ngày mới được lành. 2-3 ngày mới được lành, vậy mình cho bạn nghỉ ngơi nha. Ủa, nhưng mà bây giờ mẹ Phương khám bệnh được không? La Vi ơi, đây nè, mẹ Phương có những cái mụn đỏ nổi như vậy nè, gọi là mụn gì? Mụn tay chân miệng hả? Mụn nước của tay chân miệng đúng không? Vậy bây giờ mình phải làm sao? Phải rửa tay sạch sẽ. Mình rửa tay như vậy là xong rồi đúng không? Ồ, mà sao La Vi biết là khi mà mình nổi những cái mụn nước đỏ tay là biểu hiện của bệnh tay chân miệng vậy? Con nghe bác sĩ nói rồi con nhớ hả? Giỏi quá, mẹ cảm ơn bác sĩ La Vi nha. La Vi ơi, đi hôn mẹ cái coi. Mẹ ơi, mẹ đi qua nhà mẹ, mẹ mệt quá, trời nắng quá. Mẹ lại đi chút xíu. Mẹ lại đi chút xíu à? Mẹ đi đâu? Mẹ uống nước cho mẹ hả? Dạ. Trời ơi, thích chưa uống gì ạ? Mẹ uống xong mẹ chạy ra đi uống nữa nha. Hơi mẹ mỏi chân quá à. Chết chết vậy. Chưa. Dầu thiên là to và chấm với sữa nha. Sữa đặc nha mọi người. Quá đẹp luôn. Sữa đặc nha cả nhà. Không khắn dâu à? Không khắn gì. Đồ này nói chưa. Quá. Thôi đã con điện rồi nha. Không, em mở sữa không? Không có cái này. Bên kia đi. Đây là gọi là một cái truyền thống ở Nhật Bản. Ăn dâu là họ bắt buộc phải ăn với sữa đặc mới được. Không phải giống ở Đà Lạt vô lèo kèo mấy cây nó rồi. Đảo quá. Đó rồi.